Xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tất đây. Đến với lại video ngày hôm nay chúng ta thì chúc toàn bộ các bạn đang xem video có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì mình đang đi leo danh cùng với lại ba bạn Heo Sợ Yêu, David, với lại một bạn bạn ý để cái tên nó hơi lòng hoàng nên là cũng khó khó nhận biết là bạn ấy tên gì các bạn. Nhưng thôi kệ đi, mình cứ tạm gọi bạn ấy là số 3 các bạn nhá. Rồi, xuống đây nhưng mà không có ai rồi. Đồng đội mình thì đang bên kia. Trong cái nhà này có người này các bạn ơi. Rồi, đính một cái vào đầu đấy. Chào bạn. Chắc đang bơm máu rồi. Bùm. Thanh niên này còn không thèm né liều nữa các bạn. Hơi chủ quan nha. Chủ quan thế này là dở rồi. Liệu đạn của mình mà còn không thèm né thì sao mà đỡ được. Ôi xin. Mấy bạn thì mình chém gió ghê thế. Ờ ngon, có cái máy phóng ở đây. Mày thế, đang xa bò các bạn. Em này. Mình tính là mình dùng cái máy phóng để mình vào bo các bạn. Ai ngờ đâu gặp đúng thanh niên đang lúc để leo danh nhà. Tội thế. Ngày xưa mình cũng từng một thời núp ở trên cái biển quảng cáo để leo danh nha các bạn. Nhưng mà không có phải là bay lên như bây giờ. Mà ngày xưa là phải xác định từ đầu. Ui trời ơi. Mới chạm chân đất thì gặp đúng hai thanh niên à. Hey, đồng đội mình cứu các bạn ơi. Nói chung là cái phao rồi xui thôi, biết sao giờ. Thì cái câu chuyện ngày xưa mình leo danh nhé các bạn. Thì mình cũng là ở trên biển quảng cáo. Nhưng mà thường thường ấy là ngày xưa là khi mà lúc đầu game ấy nhảy dù là sẽ nhảy xuống luôn. Tức là chúng ta sẽ xác định là leo danh thì sẽ nhảy lúc ở trên cái biển quảng cáo luôn. Chứ không có phải bay như bây giờ. Và nếu như mà hên mà bo nó về quanh khu vực cổng trời thì kiểu gì thì kiểu cũng được top. Mà được top thì kiểu gì cũng cộng điểm danh. Thì nó không có yêu cầu là phải sát thương hay là điểm này kia các thứ các bạn. Mà chúng ta chỉ cần gọi là lấy cái top càng cao thì điểm sẽ càng cao thôi. Chứ nó không có số nhiều như bây giờ. Bây giờ thì lúc cao cao số cùng cao thì cũng toàn lắm các bạn ơi. Nhưng mà phải công nhận là thời đấy vui thật. Núp không phải là mình cái biển quảng cáo đâu. Mà núp lên nóc xưởng này. Rồi núp lên cái tháp ở cái thung lũng này. Xong rồi khi mà đông người núp quá ấy, thì các bạn ý lại chơi kiểu như là đấm nhau nóc xưởng. Rồi đấm nhau ở trên cái lò đứng đấy các bạn. Ngày xưa thì nhiều trò vui lắm. Nhưng mà bây giờ thì đa phần thì không có trò nào nữa rồi. Bây giờ thì chủ yếu là bắn nhau trên trường bình thường thôi. Hoặc có không ấy thì các bạn lại rủ nhau qua bên tử chiến. Các bạn bắn kiểu giao lưu tử chiến. Chứ không có đấm nhau như ngày xưa. Ngày xưa đấm nhau vui lắm. Hay hôm ấy hôm nào mình lại tổ chức lại cái giải đấu đấm nhau với nóc xưởng ta. Ừ, nghe có vẻ hợp lý đấy nhở. Xong rồi lại còn kiểu như là cái thời đấy nó chưa có vé tạo phòng với các bạn. Nên là mỗi khi mà muốn vào đấm nhau ấy là phải đếm. Xong rồi cùng nhau ấn nút bắt đầu. Đấy, xong rồi nó vào trận cùng nhau rồi lên nóc xưởng đấm nhau. Ôi giời ơi. Một thời hoàng kim của Free Fire. Nhưng mà đã đi qua mất tiêu rồi. Ôi thì thời nào chúng ta chơi kiểu thời đấy vậy các bạn. Thời này thì nó không vui bằng ngày xưa nhưng mà rồi cũng sẽ thế lại được nữa. Đáng mải mê chém gió. Ông bắn tôi ghê quá. Rồi hy vọng đồng đội sẽ cứu mình tiếp nha. Trận này mình bắn hơi ấy một tí. Tại vì nãy giờ chém gió hơi nhiều. Đây rồi, David đang đi cứu rồi. Thôi tập trung bắn này các bạn ơi. Nãy giờ chém gió quá trời chém gió rồi. Toàn nói những cái chuyện mà các bạn rồi bây giờ cũng không biết nữa. Nhưng mà một chút hoài niệm thôi các bạn ạ. Rồi mình sẽ xuống đầu đây. Có bùng dù luôn này. Trên nóc này có người này. Thôi xuống luôn đấy các bạn. Chơi tới bến rồi chơi chứ còn ngại ngùng cái gì nữa. Rồi. Ok Lia. Còn không? Hiện tại thì còn 17 người. Này. Rồi bên này gục cho các bạn nha. Rồi xong luôn. Còn 9 người. Nhưng mình thì còn có 2 người thôi. Còn su.
nhưng mà không đủ để cứu hai người rồi, chắc cứu được một người các bạn. Rồi Lia, bạn này bắn bay đầu mình luôn các bạn, sợ thật, bắn bay cái mũ luôn mà, mày là dính vào viên đấy. À, bắn PP19 à. Rồi gục. Ok xong, còn thế. Ôi gục, gục qua. Vẫn còn cơ à? Có địch. Rồi yếu rồi đó. Rồi gục. Thì ra là hai người. Bảo sao nãy giờ mình đang thắc mắc là ủa sao tự thấy cứ rõ ràng là có một bộ hồi phục mà không ra mà liên tục như vậy. Ok. Ôi giời, bỏ dài luôn này các bạn ơi. Ngon. Giờ còn người nữa chứ. Ok. Bỏ dài các bạn nha. Mấy bạn ấy nói quá trời nói kìa, cùng thế không biết. Trận này thì mình đang đi cùng với bạn Nắng, bạn Q Bay Lắc và bạn Sang đến hồi, Sang đến rồi. Đấy, thì ba bạn này không như là cái trận trước mình chơi các bạn ơi. Ba bạn này không biết được. Có người bên này này anh em ơi, đồng đội của tôi ơi. Thôi anh em không bắn thì mình bắn nhá, có người à. Đông đông thì còn chạy để rút lui chứ còn một người thì chơi được các bạn ạ. Rồi xong luôn rồi. Nhanh gọn lẹ. Trần Hậu à. Của bạn Nam Trắng. Được không? Được không? Rồi, bay cái đầu liền. Xong rồi. Lâu lâu mới được pha một shot. Tới trạm vật phẩm nào. Chẳng như hôm nay mình lại bắn X8 ta. Có xe các bạn ơi. Kỹ năng đang một. Yêu đó. Trời ơi Nắng ơi. Mình đứng xa mình cover như thế mà bạn ấy không dám giao tranh luôn kìa. Rồi. Bên ngoài có một thanh niên ám sát nữa nha. Hay quá anh em ơi, bông cao đỏ của một người kìa. Để mình đi móc phía sau cho. Anh em cứ đứng đấy anh em bắn kèo nha. Ờ lên xe chạy à. Rồi xuống đi bạn. Ô thanh niên này là thanh niên khác các bạn ơi. Ngộ không hả? Vào cứu đồng đội đúng không? Đúng rồi. Vào cứu đồng đội các bạn ạ. À. Cứu đồng đội xong các bạn nha. Zezi à. Mày xin. Quá trời đồ luôn. Này. Trời ơi. Rồi, mày nhá. Con gái à? Và bo này bạn ơi. Đây rồi. Hơi khó. Cái cây X18 này thì thực ra là nếu như mà bắn tầm ít. Trời ơi. À, bắn bay cả đầu mình luôn các bạn. Được không? Hay quá. Thế là đồng đội của mình phía sau. Úi giời. Đồng đội mình gục rồi nhưng mà gục ở phương trời nào ấy. Mình cứ tưởng là bạn phía sau mình gục cơ. Nhưng không phải. Trên lầu 2 yếu nha. Ông kìa. Trời ơi. Ông chạy bò luôn kìa các bạn. Sợ thật. Bên góc ấy đông lắm. Từ từ các bạn. Mình sẽ tạm thời ở cái hàng rào này đi. Tại vì nó đang lợi hơn bên kia rất là nhiều. Ê. Không thầu có người nha.
cái nhà đấy đẹp đấy, nhưng mà cái nhà đấy ngoài bo rồi. Chúng ta cứ từ cam nó ngon này. Đây, tiến gần hơn nhá, thử phóng đi, mình không có đạn. Rồi yếu. Rồi, đúng rồi. Châu thì bắn lâu chết, châu thì bắn lâu cũng chết chứ có gì đâu. Còn một đấy các bạn. Góc nào thì mình không có biết nha. Cái này trắng. Ui. Bạn này hình như là cái bạn mà ban nãy quyết tử để cứu đồng đội đi sao ấy. Đen sao gặp mình tận 2 lần lận. Thôi thì đen thôi bạn ạ. Đỏ thì quên đi nhá. Tôi cần trang bị. Còn có 2 người à. Rồi, ok, có nhà luôn. Nhảy gọn nhẹ. Ơi, này bắn X18 mặc dù là nó không êm lắm nhưng mà cũng khá là dễ các bạn. Và chắc là trận này thì mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.